thì anh em mình vào làm xong được thịt cá các bạn này. Bây giờ lấy ra mới từ cuối án đi. Đây là thịt thịt con ếch này, ếch đấy là thịt con cua các bạn này, cua ếch cá cái gì cũng có nhỉ, thập cẩm ấy. Nhưng là hôm nay là anh em mình đã kiếm được chút chất tánh đấy mọi người. Này đây đổ ra hết cả nhỏ các bạn, nhỏ đây làm rột hơi lâu, mình làm sạch sẽ các bạn, tại vì nó ở cái bùn này, cái kẹm bùn nó sợ nó cạt đấy, đã ăn mất ngon đấy, nên là rửa đi rửa lại rất là nhiều nước. Dạ hả aki quá đà toma toma quá đà aki đi ra cả sẽ để bao tải vào lại nhân đời nó bị sợ ăn chưa hết các bạn, ăn chưa hết nó bị hỏng ấy. Đã, đâu đây, đây là nặng lên đây anh đi ra cả này, đi ra đi ra cả anh lava eli lava. Cái này là mình mỏ này là mình không biết đâu các bạn, mỏ này là em dùng này, cái này là đặc sản của em dùng, cái này là mình sẽ làm theo cách của em dùng này, sẽ vắt và rửa đúng dùng, cái này vắt quá thì mình rửa gì ở đây đây muốn tụt rửa muốn rửa bron tụt á, thử ăn thì có ngon không ngon luôn này cháu ơi vui à này aki hả aki bua quá chúa igua li mau chúa ui chà aki hả lava chín vàng luôn các bạn, chín vàng ngon luôn này, trời ơi đẳng cấp bây dùng ạ, thơm nức luôn chưa đã chưa bánh đi này ăn ngon lên này bánh quá như dưa muối nữa các bạn, như dưa muối nữa ngon thật. Người này rồi sống vừa sống về nhà muối cho mọi người ăn này, ở quê mình ăn cái này bao giờ đâu các bạn, ở quê mình này chưa ăn món này bao giờ đâu. Đây đặc sản của em dùng đấy, đặc sản Phú Thọ đấy các bạn. Từ nay này thôi nhỉ. Xe gà đi. Hay mai. Mai. Mọi người thì ăn khỏe các bạn. Chỉnh vàng đẹp nhỉ. Hả? Tôi đùi giá xa bì đi. Đưa vào cô mê hả? Rồi đấy, nhiều rồi. Ta vô. Mai vô cùng. Cái ngày này đủ rồi. Mọi người ăn khỏe đấy, lại nên nấu thấp thấp nước thôi, mọi người không thích ăn đậy đâu, dùng ạ. Mọi người không thích ăn được nhiều đâu. Cho nên là anh em mình chỉ nấu được sệt sệt nước thôi. Hả? Đưa vô con me vô củ a quả đi. Nấu cái mình tù a quả. Hả? Tôi đủ nấu cái con me mũi tù a quả đi. Mọi người là không thích ăn được nhiều đâu các bạn. Rồi, phết xà bình. Hả? Mấy tên bên tử đã. Đây bên đây nè, tao bông, bên đây. Bây giờ là rửa các bạn, rửa thì anh mới sẽ tháo tay ra rửa, sẽ không rửa bằng báo tay đâu. À kì, nè, ai, chỉ cần rửa bằng nước thì em nhỉ, đúng không? À kì, hả? Đây, bắt trong số để anh em mình dùng báo tay các bạn, còn ra ngoài này thì tay sạch rồi. Sẽ dùng bằng tay này thôi, bắt cho nó dày, cho nó kịt được. Anh ấy, ui tụi, ai có bố ai quá, mẹ tê kì. Hả? Hả? Như dưa mũi nhỉ? Hey. Con thật. Thank you.
bông đi, xe gà đi. Từ ngày đủ rồi. Ăn vừa ngon thôi, ăn chán lâu sau ông teo đó. Ăn vừa ngon thôi. Hả? À gì? Hả? Cột ta. À gì? Hả? Cột ta này. À gì? Hai. Hai, à gì? Hả? Có tại xe cả, nó có tao muốn tụi bi kè nữa. Nó có tao muốn tụi bi kè nữa. Ok, này, em mình trẻ học, em dùng, anh em dùng bay cho mình các bạn. Mình không biết đâu, đấy, lý do dùng đúng không? Đấy, mình chỉ là thực hành thôi. Còn lý thuyết là có đặc sản của em dùng thì em dùng biết. Ok, có ta. Thơm nước luôn nha. Này, nấu ăn nó phải sạch sẽ, nó ngon các bạn. Nhìn nó sạch sẽ là mình cảm giác ngon rồi. Ngon thật. Hôm qua mày thử chưa? Hôm trước mày thử chưa? Chị mày vừa nói chị ngon thật. Ăn sống như dưa muối luôn. Ấy, nhiều đi, mình vắt lại trạt thì nhiều lắm đi. Thôi nào một chảo luôn. Chua ngon. Ngon thật. Mà đây nè, thử con nè. Hả? Ôi đời bố của mày, có nhà mua tù cùi à? Ừ, cùi à mai. Nên là cái đọt sẵn này mình cũng là tròn lã nón đây mà các bạn. Này trước, mấy hôm trước buổi anh em mình cũng đã tròn lã nón rồi. Dạ, yeah, hả? Này đủ vai có gì nha. Thế là ba anh em lại cũng về chị. Ok nha các bạn. Bây giờ là anh em sẽ hướng dẫn cho mọi người là nấu ấy. À ký. Đế bôi. Tôi đủ nấu tanh bên chị. Cô gì nha công. Công ô liu. Công xì bô là. Công tia cá sô, tên tên kể dinh cuba, mấy tên dinh cuba, mọi người là không có cá đó bạn, không có cá nấu chắc lạ sẵn cũng được các bạn, nấu chắc lạ sẵn thôi, còn mà có tỉ lạc nữa thì mình sẽ bỏ thêm tỉ lạc, à gì, hả, bê xì, mà đấy, thế là cũng đây cái ăn đi, đây, chưa, trời ngon chưa. Đấy. Mũi tù đô xử. Đấy. Sẽ chiến quá mà anh em sẽ chiến quá thôi. Chiến quá cho cả nó nổi lại được thôi. Nó teo lại được là sẽ lấy đá chứ không chiến giòn đâu các bạn. Anh em sẽ không chiến giòn. Đấy. Đây. Ngon nha. Ít chứ mà ngon bạn này, chất lượng. Đây. Là cậu đang cái nước cái con. Đây. Cả chị nè, anh em cũng đã chiến quá các bạn ạ. Anh em cũng chiến quá chứ không chiến giòn đâu. Chiến giòn nó sẽ mất vị của cá đi. Nó sẽ mất vị ngọt của cá đi. Bây giờ là sẽ hả? Bây giờ là ok đá bông. Này. Cả cá con, cả cá cả cú. À. Ngon nè. Cá cú ếch đầy đủ các bạn, thập cẩm ấy. Thấy con gì là bắt con đấy. Hả? À. Đây, hả? Đá bông đi. Đá bông. Đồ hành lớn nhỉ. À đây ơi. Đá xì bò là, hả? Xì bò là, hả? À, nó mới tới xì bò là. Ok. Hả?
Mình bông. Đấy. Sẽ nó cho sắp sắp nữa các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ cho hành nó vàng vàng tí đó. À, dạ. Hả? Mệt đây. Đi, mệt đây đi yak à. À. Ngon nha. Quá trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi đúng nhá. Sợi ít đấy, ít cho ngon nhá. Về đây. Chị đã bay. Ngồi bay hả? Ê. Ngon thật đấy. Thơm nha. Mà đây là bút khả quá đi. À, à quá. Anh sẽ chấm mũi ra được rồi. Ê. Mi chính. Ghi mi chính. Hả? Bị nước mắm. À ghi. Hả? Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hả? Hả, xe gà. Ok. Hả? À ghi. Bê xì. Hả? Kìa là để cho xối các bạn. Bây giờ là để cho xối. Hả? Ơt cái mà đây ơi. Dinh đông gù. Hả? Này, để xối nữa là. Ok. Tụ đủ ra tira phụ ba. Dạ. Tira kì. Kì ngà. Kì. À kì ní. Tì dê là. Hả? Mê tê. Ông đôi tới đây, tới đây tí dê là ní. Tới đây tí dê là. Mà mọi người chuẩn bị tố các bạn, chuẩn bị tố để múc múc món này. Ừ, một ngon nhé. Thử miệng ngon vừa chứ nào. Hả? Mà chào anh ngon trời ơi. Mà chào thôi. Ngon. Già pronto, hả? Bao nhiêu? Hả? Tiết à? Ok. Ok, nhưng mà sau một lúc thì cũng đã được một món là cánh món súp cái súp rau sạm đấy các bạn, rau sạm nấu với là cá đấy. Thì anh em mình cũng đang đi bắt cá về. Đa đa tia yeah là, hả? Anh mê tên chào. Đi, anh bỏ cái này cho gòn gan. Hả? Tia yeah là, tôi đủ tia yeah là. Ui trời, ngon không? Mày Minh ơi.
Úi trời ơi. Này, cá cua các bạn. Cá cua. Úi trời ơi. Bọn này đúng hợp với mọi người đó các bạn. Bọn này là sẵn nên nấu kiểu này là mọi người là quá hợp với mọi người luôn. Úi trời ơi, ngon này. Ôi da. Ngon nhỉ. Lần đầu tiên anh ăn bọn này đi dùng ạ. Đấy, tận được này, xe. Ơ kì, mai. Úi xìa. Trời cá này. Wow. Xin lắm anh. Hả? Xin lắm minh tù đi. Thơm lắm các bạn, thơm mùi chua chua như kiểu mùi dứa mũi đây. Cá này. Đấy, chỗ nào, tố nào cũng có cá hết. Cá là chỉ lấy một tỷ lăm chất tánh nha các bạn. Mày đây. Ôi trời ơi, ngon này, chờ đợi nha. Chờ đợi là hạnh phúc. Tạ bố, xin lỗi bánh. Ui dạ bùi. Ôi trời ơi. Mà theo ơi, ai chụp ra, ai chụp ra. No, no, no. Mà, cu đi. Ừ. Ừ. Đấy. Đây. Rồi, tí rồi, lên đây bên tả, lên bên tả tu đủ mà theo. Đấy. Nóng à? Kén tí. Quên được kén tí. Rồi, tao bông. Rồi. Yo. Dạ. Hả? Mày thấy qua đi. Ok. Hả? Đi đây tù. Đây là phần em gà bi mà em dùng. À kì. Hả? Gà bi này. Hả? Tôi đủ giá xe gà ní. Mẹ tôi đây. À. Cái tí ra gà bi cũng dùng ní. Rồi. Món này món đặc sản dùng là nhìn. Nhớ nha dùng nha. Hai nhớ của em. Hả? À kì ca gia dùng. Gia ba lan. Ca dùng gia dùng. Cô mẹ minh tù. Mình gọi lại với mọi người coi. À, chỗ dùng là đặc sản món này ngon nhỉ. Rồi. Hả? Dạ. Để tôi đây ăn đi. À ghi. Ok. Tôi đủ phá ra mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn trưa của anh em mình nha. À ghi. Hả? Tiết ra ghi gọi yêu. À ghi. Mày tê. Hả? Rồi. Mời các bạn ăn trưa của anh em mình. Ăn món canh lạ sẵn các bạn. Lạ sẵn mùi chua. Muốn được cùi à? Ừ, thế là gì? Hả? Để cái thê, để cái thê bạn. Này, mình sẽ bỏ thê đóng cho mọi người múc. Ừ, đã không hợp cả nha. Muốn được bông. Hả? Cùi à minh tù. Ừ. 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 Ngon lắm các bạn ạ. Đúng không? Lần đầu tiên anh ăn dùng ạ. Lần đầu tiên anh ăn luôn. Rất ngon luôn. Ừ. Hả? Muốn được cùi à? Cùi à bên. Ngon. Muốn được cùi à? Ta bê bê dịu à? Ừ. Này các bạn, rất ngon luôn, ai cũng là anh làm ăn một đĩa đấy. Minh tù. Đây. Đà bồ đi đà bồ. Này. Chà bè chi quà. Muốn tù chà bè ba. Con nu tù. Hả, chà bè ba. Muốn tù cùi à. Mình lần đầu tiên ăn là lần đầu tiên ăn là ngon thật các bạn. Cũng là đặc sản người ta kia dùng nói mình là cái món này là đinh bấm cầu ra khi nào cũng hết trực tiến ấy. Ngon thế này đi. Thế nếu ăn được một ngô đúng bài luôn. Cui à nó cui à? Cui à nó cui à? Cui à đấy. À không khen ngon cả các bạn ạ. À bà cui à nó cui à?
Trời bà chi quá. Mình ăn nó cảm giác rất ngon thế này mà. Này mọi người, tôi đủ nấu có mẹ y qua lì đi. Hả? Nấu có mẹ y qua lì đi. Tôi đủ mệt, tôi đủ ăn đủ. Nấu đi. À có ra ra xa bình đi. Đúng rồi. Mẹ tôi qua yêu ra phá ra cũng tôi đủ bộ bộ. Thế là phó đi à. Màn giọt cả. Hả? À kì. Và là. Hả? Và là. Lava. Hả? À kì. Lava. Là mà bánh mê tê cũng bao đi. Mê tê cũng bao đi. Hả? Phê xa mũi tù. Cũng phô xa. Mê tê xa đi. Mê tê agua kèn tỉ bô cù. Đây, tênh qua tù đủ đi. Xin gù đi. Dạ, tắp bà đôn tù. Tí ra cô mẹ. Cô nhà y qua y. Quy y qua lì yêu. Hả? Đã tù đủ. Mù lì ế. Công phi liu. Công papa, công mama cô mẹ. Hả? Mình đang nhạc nhạc lại cho mọi người biết coi, đang còn cho mọi người biết là cách mũi đây ăn rất hợp luôn này, nhạc lại cho mọi người biết là cách mũi đây các bạn. Ui à, tôi đủ nó tanh bên gì ní, có đi nhà số công xa lì công lì số tanh công tanh eo giáp pha la tanh nghề nào dinh cu bà cô nhà muốn công dinh cu bà muốn tụ cuia. Mình nói mọi người là nếu mà không bắt được cá các bạn, nó sẽ nấu với lạc hoặc là nấu không nó cũng được. Ngon này. Vào đây các bạn, vào ở nông trại của hai bạn phía trong này là anh em mình thay đổi không khí video một tí đấy các bạn. Cho nên là hôm nay anh mình cùng đã cùng với mấy anh tổ trưởng tổ nhỏ đây các bạn cũng là đi bắt cá này. Tại vì mấy hôm trước anh mình cũng có mũi được cái món là lá sắn mũi chúa đặc sản của quê phụ thọ đấy các bạn. Thì hôm nay anh cũng đã chỉnh thôi, cho nên là hôm nay anh mình cũng đã đi bắt cá và đã nấu cho mọi người ăn. Tôi đủ cùng có mẹ quý ăn đi. Ấy ăn đi, ai cũng khen ngon đấy các bạn. Ăn ai cũng khen ngon đấy. Thì bây giờ là để cho em Dùng và em Cabin là ngồi ăn uống với mọi người, cũng như để cho mọi người ăn uống tự nhiên. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bộ Lù Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ, cô mẹ hả? Muốn từ bố. Ai cũng khen ngon các bạn. Khen liệt luôn mà. Cứ ăn bỏ vào miệng một phát là khen ngon mà. Ngon. Muốn từ cùi à? Về lì. Cùi à, nó cùi à? Cùi từ à, minh từ. Minh từ đâu xử ní? Ngọt các bạn ạ. Ngọt lắm. Ngon thật đấy. Đây bô của cái a của. Mò liu. Hả? Mò liu. Chán tình được các bạn. Chán tình được ăn với bột ngô. Ngon thật. Ngon thật. Muốn tụi cuối à đấy. Bảo nấu ngon không? Hả? Bảo. Ngon. Cô nhà kìa. Muốn tụi bông. Nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. Ngon thật. Béo. Dùa. Béo lắm. Béo ngay luôn đấy. Aki. Cái con nút tù Kaya Dung Cuya Minh Tù Mình nói giới thiệu với cabin là đấy là đặc sản của quê hương Dung đấy các bạn. Hả? Cung bê xì. Đây cái cung bê xì. Ngọt hay. Hả? Cuya Minh Tù Ngon lắm. Ăn nó luôn mà, ăn là sẵn nó luôn.